Con chim hót trên cành cây gọi chúng em đến trường đó. Con bướm bướm cùng về đây cùng với hoa lá tung bay. Con chim hót trên cành cây la 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 la. Trời ơi, cảnh ở đây đẹp quá đi. Cá vàng bơi. Ê, rớt cái bóp rồi. Trời ơi, rớt cái bóp rồi. Rớt cái bóp xuống nước rồi. Có ai cứu tôi không? Có ai không? Làm sao lấy đây ta? À, cái chị này đẹp gái quá ta. Dễ thương ghê luôn á. Khủng long, cứu giùm chị ấy đi. Lấy giùm chị ấy cái giỏ sách đi. Ok, vì chứ đế người đẹp thì ta xin sẵn sàng giúp đỡ. Cà lọc, cà lọc, cà lọc, cà lọc. À, nhưng mà làm sao đây? Không biết bơi, không biết bơi. À, cố gắng. Tẩm, tẩm, à, tẩm. À, xong rồi, ấy, lại rớt xuống nữa rồi. À, để ta lấy lên cho nha. À, đây nè. Người đẹp ơi, lại đây mà lấy cái giỏ sách nè. Ướt rồi hay là để nó cho nó khô đi nha. À, không nhờ bữa nay ăn khủng long này nó giỏi thiệt luôn á chứ. Cảm ơn nha. Cảm ơn khủng long nhiều nha. Và cảm ơn em bé gì đó đó. Công nhận hai bạn tốt thiệt á. Bây giờ cho mình xin lại cái giỏ sách nha. Được rồi, thì giỏ sách của bạn thì bạn cứ lấy đi. Ok, cảm ơn. Ơ, xỉu luôn. Được người đẹp hôn một cái muốn xỉu luôn. À, búp bê và khủng long tên gì vậy? Để mai mốt mình nhớ, mình sẽ có dịp thì mình sẽ trả ơn hai bạn. Thôi khỏi đây, cứ đi chơi là được rồi. Cứ ăn mặc đẹp như vậy là tôi thấy tôi cũng vui rồi. Khủng long với hai bạn thật là tốt bụng đó. Bây giờ mình không có mang theo gì hết à, cho nên là cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Bữa nay cảnh đẹp thiệt, mình lại được gặp những người tốt nữa, thật là thích gì đâu đâu á. Mấy bạn có thấy mình may mắn không? Wow, cây nha đam đẹp quá à. Thôi nếu như mấy bạn không có gì thì bữa nào tới nhà của mình chơi nha. Mình sẽ đón tiếp mấy bạn rất là nồng hậu đó. Thôi khỏi đi. Đi đi, mệt quá à. Cứu thôi, được rồi, nói nhiều quá. Mình không muốn làm phiền bạn nữa đâu. Vậy cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Mình đi đây. Trời ơi, con bé này cứu nó có một cái thôi mà nó nói nhiều quá. Còn cái con khủng long này nữa, đúng là dở hơi, xỉu luôn rồi. Trời ơi, ta chưa bao giờ thấy một cái người nào mà đẹp như vậy hết à. Trời ơi, hằng lẽ mình là khủng long mà lại đi yêu con người. Thôi bớt mơ mộng đi ông khủng long, tôi sợ ông rồi đó. Công nhận á nha, ở đây á, cây cối ngon ghê á. Thôi giờ không nói chuyện nữa, ngon quá. Hay là để mình qua đây mình ngắm cảnh nha, ngắm cá bơi. Tăng 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 tăng. Trời ơi, này nó biết hát luôn rồi chứ. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỉ Mỉ Li Ti Family để xem được nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chợ đây, mua đồ về chuẩn bị nấu cơm. Để mình coi mình lấy tiền trong túi mình ra nha. Ơ, cái túi mình nó trống bóc rồi. Không có đồng xu cắt bạc nào hết thì lấy gì mà đi chợ đây. Mới hồi nãy mình còn nói là mình may mắn, nhưng có lẽ là mình rớt xuống sông á, rồi nước sông á nó rớt tiền đi hết trơn rồi. Hu 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 hu, giờ làm sao đây, làm sao mà đi chợ đây. Để mình lại mình nhờ hai bạn này nữa coi. Xin chào khủng long, xin chào em bé. Đáng lý là mình đi rồi á, nhưng mà mình mới phát hiện ra hồi nãy mình rớt cái bóp á, tiền trong bóp mình á nó mất luôn rồi. Bây giờ
mấy bạn có cách nào tìm lại tiền cho mình không? Mẹ mình nói lấy tiền để đi chợ, mà bây giờ không có tiền để đi chợ, giờ chắc là mẹ mình la mình đó. Bé ơi, khủng long ơi, cứu mình đi. Bé ơi, khủng long ơi, cứu mình đi. Bé ơi, khủng long. Á, à, rớt cái bóp nữa rồi. Trời ơi, trời, bà này bắt con hậu đậu hơn con khủng long nữa, khóc hoài à. Bé ơi, cứu mình đi. Được rồi, được rồi. Khủng long, có mặt khủng long. Người đẹp của nhà ngươi tới nữa kìa. Rớt cái bóp nữa rồi, rớt tiền luôn. Đi tìm đi. À, được rồi. Có người đẹp thì ta sẽ đi tìm liền. Hai, người đẹp. Người đẹp ơi, người đẹp đừng có khóc nữa nha người đẹp. Người đẹp khóc á là hả? Mình buồn lắm á nha người đẹp. Để mình đi tìm cái bóp lại cho nha. Đừng khóc nữa mà. Cảm ơn khủng long nhiều nha. Trời ơi, thế là cuộc đời mình như đó thôi là đủ rồi. Bạn đi tìm giùm mình đi nha. Khủng long ơi, khủng long. Trời ơi, thôi thôi, bớt khóc đi nàng ơi. Gái đẹp gì mà khóc lóc tối ngày, để đi tìm coi. Dưới cái đám cây này cũng không có. Dưới nước thì bây giờ cũng không có thấy nổi lên nữa. Ơi, vậy đâu ta? À, đây rồi, đây rồi. Thấy cái bóp nữa rồi. Cố lên khủng long, cố lên khủng long. Vì người đẹp, vì người đẹp. Wow. Ơi, xong rồi. Đây nè cô chủ nhỏ. Trả cái bóp cho cô chủ đó. Nhớ đừng có làm rớt nữa nghe chưa. Tung tăng quá rồi cứ làm rớt hoài à. Mệt chết à. Ngắm cảnh cũng không yên với cái cô này nữa. Chán ghê luôn á. Cảnh thì đẹp mà sao bữa nay toàn gặp chuyện xui không. Ta cứ gặp cái cô bé này làm rớt cái bóp riết à. Hoa lá đung đưa cành. Cành 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 cành. Ai da. Thôi vậy mình không khóc nữa đâu nha. Mình có cái bóp rồi à, nhưng mà mình chưa tìm lại được tiền của mình đó. Mấy bạn làm ơn mấy bạn tìm tiền giùm mình đi nha. Hay là mấy bạn lấy tiền của mình. Nói đi. Nói đi. Hả? Có phải vậy không? Ê cái con bé vô duyên kia. Nghĩ làm sao mà nói tụi tôi lấy tiền của bà. Trời ơi, làm rớt cái bóp người ta lấy giùm cho. Hồi nãy thì cảm ơn ríu rít mà bây giờ hả? Quay lại nói tụi tôi lấy tiền. Chứ tại sao tiền trong bóp lại mất? Không có ai đụng vô hết. Chỉ có rớt cái bóp xuống, lụm cái bóp lên mà làm sao mà mất tiền? Hả? Nói đi. Trời ơi, trời. Mấy bạn thấy sao? Mấy bạn thấy cô bé này làm sao? Vậy thì cô tự đi tìm tiền của cô đi. Tụi tôi không biết. Được rồi, để ta kêu công an. Bắt các nhà ngươi ha. Một con khủng long, một em bé tham lam, dám lấy tiền trong bóp của mình, còn ra vẻ cứu mình nữa chứ. Được rồi, hãy lại đấy. Để ta đi mét công an đây. Bực bội hết sức. Được rồi, thích thì chiều, cứ đi đi. Bực bội hết sức à. Tưởng đâu là tốt bụng lắm, cứu mình. Ai về đâu, lấy tiền trong cái giỏ của mình nữa chứ. Là mình cảm ơn nãy giờ. Được rồi, ba sẽ đi báo công an. Ủa, gì giống tiền với ta? À, vậy là mình đã hiểu lầm hai bạn đó rồi. Thì ra là tiền của mình rớt ở đây. Trời ơi. Thôi để mình lượm tiền, mình cất cái đã. Không ngờ mình lại hậu đậu như vậy nha. Vậy mình ở lòng nào mình nói mấy bạn đó lấy tiền của mình. Hèn chi mấy bạn nó giận mình quá trời là phải rồi. Mình lại phải xin lỗi thôi. Xin chào khủng long và chào em bé dễ thương. Mình thấy hai bạn thật là dễ thương. Thôi bớt nói xạo xạo đi. Cái miệng xạo xạo, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Đó, hồi nãy nói tụi tôi ăn cắp tiền này nọ, bây giờ quay lại đây để làm gì hả? À, mình xin lỗi nha. Mình biết lỗi của mình rồi. Hồi nãy á, mình làm rớt tiền ở đằng kia kìa. Mình tìm được tiền rồi nè.
À, không phải lỗi của mấy bạn, do là mình hậu đậu, mình đi mình làm rớt á, không có gì đâu. Mấy bạn đừng có giận mình nha, tánh mình ngay thẳng lắm, ai tốt thì mình khen, mà ai lừa đảo mình á là mình chửi liền. Ai, trời ơi, người thì đẹp mà sao cái tánh nó kỳ cục quá đi. Nãy giờ mình ngưỡng mộ cái người đẹp này mà không ngờ tánh kỳ cục quá. Giờ mới biết đó hả khủng long? Có muộn chưa? Cũng chưa có muộn lắm, mới sáng sớm mà muộn gì. Cha mẹ sinh mình đẹp rồi cũng cho mình cái tánh dễ thương như vậy đó. Mấy bạn đừng có cười mình nha. À, thôi, cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Mình hồi nãy á, mình hiểu lầm mấy bạn. Mấy bạn cũng đừng có giận mình nha. Mình không có cố tình đâu. À, nhớ nha, nhà mình á, ở... đó, khi nào rảnh mấy bạn tới đó chơi nha. Mình sẽ đón tiếp mấy bạn nồng hậu luôn, chơi hết số tiền này luôn à. Thôi khỏi đi, tiền mà giữ đi. Nhớ đừng có làm rớt, làm mất rồi đổ thừa người này người nọ nữa là được rồi. Mình biết lỗi rồi. Mấy bạn thật là tốt bụng quá đi. Mình sẽ không hậu đậu nữa, mình sẽ không tung tăng tươi tắn để làm rớt tiền rớt bóp nữa. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Thôi mình đi đây. Rớt cái bóp nữa rồi.